tại sao mày nó nhìn nó nhìn mày hình em mày ơi. Ê mày gay, mày gay mày. Gay mày hóa mày. Ê ê, nó tìm mày gay kìa. Gay gay lại. Chết nó gay kìa, chết nó gay. Chết nó gay. Mày. Mày nào mày? Mày tự ông hôn kiếm mày, nó hôn kiếm cho mày. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vịt đây các bạn ơi. Thì hôm nay các bạn thấy không, mình đang cầm trên tay một cái gậy, trông người gậy này đúng đẹp luôn các bạn. Không biết gậy này đâu ra luôn, nhưng mà trong cái con map này nó có này. Thì hôm nay mình đã rủ Simi này, Sammy này và Kyron và Phong Cận cùng chơi và cùng vào đây chơi với mình một cái map gọi là con map trốn tìm đấy các bạn. Và thấy không, ở đây có rất là nhiều nhân vật đẹp nha các bạn. Và ở đây mình nhìn như nãy mình thấy có một nhân vật khá là đặc biệt, con nhân vật mà hình con tắc kè có thể biến màu màu thì phải. Thì đại loại là hôm nay bọn mình sẽ vào đây và chơi trốn tìm cùng nhau nha. Và nếu bạn thích video này nhớ cho mình một like, một subscribe và chia sẻ video trước khi xem video này nha. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng vào đây để xem ai là pro trốn tìm thế nào. Let's go. Còn bây giờ ai là người đi trốn à? Anh ok. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu và trong này rất là nhiều người giống nhau luôn mà không biết là anh Mr. Dịch với lại Kyron với Phong Cực nào ở đâu này vậy. Biết anh Dịch đây, biết anh. Ba con trai người đi trốn à? Simi ơi, mình đang đứng kế bên Simi nè, Simi thấy mình không? Ủa, đâu ta? Tắm nữa, đây à, đây à. Trời má, một cái skill được có 15 giây thôi à? Nhiều má. La. Nó đâu ta sắp chứ mày chưa? Giả điên cực mạnh nha bạn. Mẹ đâu rồi, chết rồi, Phong chỗ rồi. Như một vấn giả, như một vấn giả. Cái này khó quá. Hello. Họ đi chơi. Hello. Đâu sao? Trong anh nhiều xin quá thế cả. Trời má, nó la kìa. Phong đang nhảy kìa, theo đi. Phong đâu, thấy rồi. Phong nhảy dưới điện kìa, theo đi. Mở mắt rồi. Rồi Phong chết rồi. Trời má, con chúng nó tàn sát kìa. Trên cao em mê mây trắng mây. Ai ơi, thấy anh không đây? Anh nhìn đâu ta? Anh nhìn đâu ta? Anh nhìn đâu ta? Oh yeah. Ở đâu ta? Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Từng con đường dài mà ta qua. Người muốn một mình lại đây nhớ. Lấy dịch ra, mình chết thì cũng lấy dịch luôn. Vậy mình nói ta? Cho mà nghe. Cho mừng lấy dịch ra. Alo. Chết chưa? Sao cái đó chết chưa? Cái đó là một cái giấc khá. Hả? Chị tới sao mày nó nhìn nó nhìn mày hình em mày ơi. Ê mày gay, mày gay mày. Gay mày hóa mày mà. Ê ê, nó tìm mày gay kìa. Chơi nó lên kìa, chơi nó lên. Mày á? Chơi nào mày? Mày tưởng nó hôn kiếm mày, nó hôn kiếm cho mày. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Ôi đâu rồi, chạy bị xiên lại muốn đi xiên người khác. Ủa sao ba người kia chết? À, cái này chắc bị lỗi rồi. Ok các bạn, bây giờ từ mình với sao bây giờ đã chịu. Ủa anh Nhật ở đâu vậy sao? Anh Nhật ở đâu vậy? Anh giúp kiếm anh giúp kiếm anh, giết luôn xin Sammy nhé. Vãi đồi. Ok các bạn, vì trận bài coi như là bê quá hình như tụi mình đã thắng rồi. Ok vào chúng ta. Người đã thắng, trốn thắng chưa? Trốn thắng, trốn thắng, trốn thắng. Ok, các bạn. Nói đi mà đi
nó đuổi anh kìa, hay dụ kìa. Ok các bạn, chúng ta tiếp tục với trận 2 nha mọi người. Mình không tin đâu, mình không tin đâu. Đó là con này à? Ok, để mình coi phong cảnh quay Sammy đâu ta. Alo. Mình thấy Sammy rồi các bạn ơi. Thế nào nó bơi rồi? Mấy bạn ơi, chị cứ hiểu mấy bạn ơi. Còn mấy con nó đang bơi thế này giết mấy con dưới hồ. Chị cứ hiểu mấy bạn ơi. Nhưng mà con dưới hồ này. Giết hết. Phong với Sam, ủa Phong với Sam. Sao Sam tự nhiên vậy? Theo. Tôi đang diễn, đang gặp like hiểu không? Tôi giả bộ. Em ơi, Sam biết thật người luôn á mà. Sam biết thật người luôn á. Sao rồi? Mà Sam biết thật người luôn á. Đâu mà Sam biết thật người luôn, không ai thấy mà luôn. Sao rồi? Luôn mà. Biết thật người không ai thấy luôn á. Ok, kìa, mà Sam biết thật người luôn kìa. Mà anh giật kìa. Anh giật kìa. Nó đâu ta? Tôi mà luôn á. Tôi mà giật kìa. Tôi mà giật kìa. Đứa nào ta trời tao cay à. Tao cần à. Thôi giết tao đi. Chết không chưa? Chơi 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 bớt hết không. Sao ơi em nè. Em bên cạnh chị nè. Đây nè. Bà thấy chị đâu? Không, mày giết được bao nhiêu bạn đi. Không hiểu mọi người đang bị lẽ thật sự hay là mọi người đang giỡn tôi á. Chơi đi rồi chứ biết gì vậy. Sao mà chơi không ai thấy mã luôn. Anh nhìn đi ra có mã luôn. Lại ở đâu ta. Anh nhìn đi qua luôn á các bạn. Trời má, muốn gì mà muốn hỏi con người luôn. Trời ơi. Thôi mà sao kìa trời má ơi. Em xề luôn, em nhìn em quỷ á luôn. Mày chê ta mày. Ê. Trời xin phi đâu. Xin phi đâu. Chị hết. Cô lên chị đây. Có khi nào chơi cái chiến thuật mà chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn cạnh. Cái gì mà tao một máu ấy. Tao muốn lặn lờ. Thì tao muốn một máu ấy. Tụi bơi muốn lặn lờ. Nó là cái con mèo kia đi lấy. Kiếm ai chạy người á. Yeah, các bạn mình là người chiến thắng rồi. Yeah. Ok, Sky đi chỗ em ơi, đi chỗ với anh. Mình đi đến nơi có bị bạc núi xanh. Để tôi xa chứ em chồng chạy. Mình chưa, chồng mày chưa. Mấy tuần. Em ơi, đi chỗ với anh. Yeah. Ok, 3, 2, 1, action. Ok, được rồi các bạn ơi, lần này chúng ta sẽ đi kiếm hai chị em Sim Sam và sẽ em ơi đi trốn với anh nè. Tiêu giác lại là bên kia đội nam mà có bị bạc núi xanh. Đi tìm giật tài vụ trước ha. Đi trong này. Trong này là mình biết một cái cơ, một số cái cơ bản các bạn ơi. Kiếm thử xem, kiếm tôi. Ê, tao thấy con là chạy nhanh vậy, con là chạy nhanh vậy. Có kia, con là chạy nhanh quá nha. Có kia, đúng rồi. Ok. Em ơi, trốn với anh, mình đi lên nơi bị bạc núi xanh. Thấy quái là thằng Phong nó làm con Lancelot mà nó đứng ở một chỗ mà chả con Lancelot rồi. Tao thấy nó rồi nhưng mà nó chạy ra chứ mấy con. Bí gôn, quái là bí gôn đâu. Bí gôn gì vậy? Nó chạy ra chứ mà. Rồi xong. Rồi xong, đi đâu đi chỗ rồi. Má ơi, đi đâu. Trời má. Phong nó chạy. Chạy đi đâu ơi. Chạy lên lên. Đúng là người nguyên bản đồ. Nó đây có con bí ngô nào đây. Kéo. Lại chưa ở giữa. Đúng
Không ai đi nói nữa. Mày không à, tới hai thằng biến thành đi vô làm chi mà. Chạy đi. Rồi tao mình cãi, tao đi chạy thôi. Chú tìm thông minh không chạy. Rồi xong. Mỗi tao chạy đầu đúng rồi. Chạy đi. Ôi ơi, chạy vô phòng. Ôi chạy vô phòng, chạy vô phòng ơi. Chạy vô phòng lấy kiếm chém nó. Anh chạy vô phòng. Chạy vô phòng, mở cửa, chạy vào phòng lấy kiếm chém nó. Đang chạy là trời má là gì. Mở phòng đi phòng. Ok anh. Lấy kiếm chém nó đúng rồi. Vô lấy kiếm. Rồi tao chết cày rồi. Chết này rồi. Đi vô, bây giờ sao? Chạy vô đi chặt cửa cho. Không lấy được. Trời má không mở được hả? Biến cái nhà chị biết làm chi? Ủa? Không, em tu qua bên phòng bên kia mà qua phòng nào vậy? Rồi bây giờ hả? Trời má biến thành robot. Chạy đi. Chạy vô. Mà hai tay rồi xuống rồi. Chết rồi. Trời ơi. Mày làm biến đi con gì đây? Ủa sao trong đấy hả? Mà đã thật hai bạn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, sau khi tổng kết hai vòng thì chúng mình đã gọi là có kết quả thắng thua rồi. Và các bạn thấy bên nào, bên team nữ chơi hay hơn, bên team nam chơi hay hơn thì các bạn nhớ để lại comment xuống dưới đánh giá nhận xét nha. Nếu mà bạn là bình cho đội của Mr. Vịt thắng thì để phím 1, bình cho đội của Simi thắng thì để phím 2 nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bạn nào có map số team nào hay mà muốn bọn mình chơi thì cứ để comment xuống dưới cho ai đi cho bọn mình biết nha. Bye bye.